Tuổi già có bốn điều còn đáng sợ hơn cả sống cô độc. Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Phải chăng chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này sẽ trở nên cằn cỗi khi ta đã đi qua tuổi thanh xuân, còn tuổi già sẽ vẫy gọi? Đặc biệt là phụ nữ, họ rất sợ già đi. Nhưng tại sao bạn lại sợ những điều hiển nhiên và tất yếu khi nó không thuộc quyền kiểm soát của bạn cơ chứ? Nhiều người quan niệm rằng tuổi trẻ mang lại nhiều thứ, cả niềm vui, đam mê và hạnh phúc. Còn khi về già thì coi như mọi sự chấm hết. Đâu phải như thế, lẽ nào bạn cho rằng cứ ở thành phố lớn đầy đủ tiện nghi là hạnh phúc? Đâu phải có chồng có con, có đàn cháu đông đúc mới hạnh phúc? Vậy tuổi già ở trong ngôi nhà nhỏ vùng quê hay ngoại ô một mình cũng đâu phải là bất hạnh. Con người khi bước qua tuổi trung niên có bốn điều đáng sợ hơn cả sống cô độc đến già. Chúng ta cần phải tìm cách để thay đổi. Mời quý vị cùng theo dõi. Điều 1. Phải sống những ngày bệnh tật hành hạ. Bước qua tuổi trung niên, tuy chúng ta cũng sợ phải sống cô độc đến già, nhưng đáng sợ hơn vẫn là phải bước vào tuổi già mà bị nhiều căn bệnh hành hạ. Để rồi mỗi ngày phải sống khổ sở, ngày ngày trôi qua với một màu ảm đạm. Khi đó cơm dù có ngon đến mấy, chúng ta cũng khó mà nuốt trôi. Canh có bổ đến đâu, chúng ta cũng cảm thấy rất vô vị, nhạt nhẽo. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta nhất định phải chú ý dưỡng tâm, dưỡng sinh, cố gắng rèn luyện sức khỏe, giữ gìn lối sống lành mạnh để bản thân mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe khoắn. Có như vậy, chúng ta mới tránh được việc khi đến tuổi già mà phải chịu sự hành hạ của bệnh tật. Điều này còn đáng sợ hơn phải sống cô độc, khiến chúng ta mỗi ngày đều không vui vẻ. Điều 2. Người ở bên chúng ta đến già lại là người khiến chúng ta cảm thấy cô độc hơn. Khi chúng ta già đi, nửa kia của chúng ta cũng đã già. Vốn dĩ khi trẻ là vợ chồng, đến già cùng bầu bạn. Đến tuổi già, vợ chồng đồng lòng cùng quan tâm giúp đỡ nhau, cùng sống những ngày cuối cùng trong đời. Đây là một việc vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng nếu người đi cùng chúng ta đến già lại là một người không có tiếng nói chung, mỗi ngày cãi vã hoặc căn bản là không thể cùng nhau nói chuyện, như vậy thì thật ra còn đáng sợ hơn, khiến chúng ta cảm thấy lạnh lẽo hơn là sống một mình cô độc đến già. Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta nhất định phải bầu bạn với nửa kia của mình. Đừng làm những việc khiến họ cảm thấy buồn hay đối xử tệ bạc với họ. Hãy thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Như vậy thì khi đến tuổi già, chúng ta mới có thể chăm lo cho nhau khi trời nóng, trời lạnh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, chia sẻ với nhau bát cháo ấm. Điều 3. Sống trong dằn vặt, không mục đích. Mỗi ngày sống cùng nỗi dằn vặt, sâu trong tâm khảm là vô vàn những sự lo âu, tâm trí không mục đích. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc sống cô độc. Nếu khi đến tuổi 60, chúng ta chỉ có một mình thì cũng có thể sống với sự cô đơn, có thời gian dành để đọc sách và suy ngẫm nhiều hơn. Vào lúc rảnh rỗi, hãy đi ra ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn núi non, cây cỏ, lắng nghe tiếng nước chảy bên suối, tìm một nơi có thể thư giãn tâm hồn ở nơi xa rời hồng trần tấp nập, thả lỏng bản thân, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, có được niềm vui của riêng mình. Điều 4. Không có tiền tiết kiệm và nơi ở riêng. Đến tuổi 60, có rất nhiều người đã nghỉ hưu rồi. Đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta sẽ phải quay về với sự yên tĩnh và cô đơn. Lúc này, nếu như bản thân không có tiền tiết kiệm riêng, thì chi phí ăn uống, y tế v.v. sẽ trở thành một vấn đề lớn. Có lẽ con cái sẽ biếu chúng ta tiền dưỡng lão. Thế nhưng nếu bản thân chúng ta có tiền của riêng mình, thì hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời nếu đến tuổi 60 mà chúng ta vẫn chưa có một nơi ở riêng, vậy thì có khả năng sẽ sống chen chúc cùng con cháu. Nếu như vậy, có thể sẽ có sự va chạm, xung đột giữa mọi người. Dần dần không có tiền, không có không gian riêng, chúng ta sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, thấy mình là gánh nặng cho con cháu, khó mà sống vui vẻ được. Vì vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ để dành được tiền dưỡng lão cho riêng mình, tu sửa một nơi ở để an hưởng tuổi già. Đừng chi tiêu phung phí để hối hận khi về già. Ở tuổi tứ tuần, bạn thường kiếm được nhiều tiền hơn lúc đôi mươi. Tuy nhiên không nên phung phí ăn tiêu theo kiểu trẻ không chơi, già hối hận.
Tiêu tiền dĩ nhiên là sở thích vui vẻ, song nếu duy trì cách sống làm 9 tiêu 10, bạn dễ gặp phải tình trạng vô sản ở giai đoạn sau, khi năng suất lao động suy giảm và bị thay thế bởi lớp lao động trẻ. Giảm chi tiêu cũng không đồng nghĩa với lối sống hà tiện và chắt bóp trong những thập kỷ đẹp nhất của cuộc đời. Bạn có thể chấp nhận ở ngôi nhà bé hơn, cắt giảm những chi phí sinh hoạt dư thừa như gói thuê bao internet đắt tiền, truyền hình đủ kênh, ăn nhà hàng, nuôi xe ô tô. Bù lại, về già, bạn sẽ có thêm tài chính để đi du lịch cùng bạn đời, hội họp bạn cũ, câu cá, làm vườn và sống cuộc đời vô ưu vô lo. Jack Ma từng nói, tôi muốn chết trên một bãi biển chứ không phải ở văn phòng. Nghỉ hưu không phải là kết thúc mà là chương mới của hạnh phúc. Cuộc sống tươi đẹp hơn khi ta biết tận hưởng từng khoảnh khắc còn lại của cuộc đời, và giảm chi tiêu sẽ giúp bạn về hưu sớm hoặc đúng hạn để có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc xế chiều. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có một số người lúc bước vào tuổi lão niên thường bị hụt hẫng, cuộc sống buồn tẻ, chán nản. Kỳ thực khi bước vào tuổi này, con người nên phải rất trầm tĩnh, thấu tỏ về nhân sinh, biết được điều gì là quan trọng với bản thân mình. Nhưng có không ít người vẫn sống trong lo lắng, chăn trở. Nếu một người hiểu được 6 điều sau, thì cuộc sống sẽ vừa nhẹ nhàng, vừa vui vẻ, thản đáng. Thứ nhất, con cháu có cuộc đời của con cháu. Bước vào tuổi lão niên, thời gian sẽ là hữu hạn, nên chuyên chú vào việc mình muốn làm và người mình muốn quan tâm, không nên lãng phí thời gian và tâm trí vào những việc không nên. Con cháu lớn lên sẽ có thế giới, có cuộc đời và phúc phận của chính bản thân mình. Làm ông bà cha mẹ, quan tâm con cháu là việc không sai, nhưng quá quan tâm, mọi chuyện của con cháu đều muốn quản thì đó lại là điều gây phiền toái cho con cháu và ràng buộc bản thân mình. Buông bỏ những vướng bận trong lòng, làm những công việc vừa sức, kết giao với những người bạn cùng sở thích sẽ giúp cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, phong phú và khoái hoạt hơn. Thứ hai, quý trọng những người bên cạnh mình. Đời người tựa như một chuyến xe lửa, trên đường đi sẽ có người lên, người xuống và sẽ có người ngồi đến điểm cuối cùng. Trong đường đời dài mấy chục năm, có người đến cũng có người đi, người mà ở bên ta đến cuối đời là không nhiều. Người đến ta ngăn không được, người đi ta lưu giữ cũng không thành. Vì vậy, hết thảy mọi điều đều nên thuận theo duyên, thuận theo tự nhiên mà quý trọng. Sống đến tuổi này nên cảm ơn tất cả, sống cho hiện tại, thấy đủ thường vui. Thứ ba, xem danh lợi như mây bay. Phật gia giảng, hết thảy tiền tài, danh lợi đều là vật ngoài thân. Con người khi được sinh ra đều là trần trụi, vô cùng đơn giản, thứ gì cũng đều không có. Con người khi chết đi, lẻ loi, trơ trọi, lặng lẽ vô cùng, thứ gì cũng nắm không được, mang không theo. Cho dù là người lưng dắt bạc triệu, giàu nhất thiên hạ thì sau trăm năm cũng không mang theo được. Cho dù khi còn trẻ, danh tiếng vang khắp thiên hạ, quyền lực khuynh đảo thì cuối cùng cũng chỉ là dĩ vãng. Cho nên đừng để tâm của mình bị vây khốn bởi tài vật, danh vọng. Đừng vì tiền tài, danh vọng mà đánh mất đạo đức, lương tâm của bản thân. Thứ tư, khỏe mạnh là trọng. Con người ta khi tuổi còn trẻ thường cố gắng làm việc mà không để ý nhiều đến sức khỏe. Khi đến tuổi lão niên mới hiểu được khỏe mạnh là quan trọng, là vốn quý của đời người. Nhưng đối với nhiều người, hiểu ra điều này thì đã quá muộn. Đối với một người khi bước vào tuổi lão niên mà nói, khỏe mạnh là tạo phúc cho con cháu và có khỏe mạnh mới có thể hưởng phúc của con cháu. Vì thế bước vào tuổi lão niên cần bảo trọng thân thể, chú ý ăn uống, luyện tập để tâm thân đều khỏe mạnh. Thứ năm, mở rộng tấm lòng. Cuộc sống không có điều gì là hoàn mỹ, bởi vậy nên học cách hồ đồ, có những việc thấy mà như không thấy. Đối với những sự tình đã qua, những sự tình chưa tới đều không nên nghĩ nhiều quá. Đối với những sự tình xảy ra ở hiện tại, không nên làm phức tạp hơn, nên để thuận theo tự nhiên. Nếu gặp người yêu quý mình, hãy học cách biết ơn. Nếu gặp người mình yêu quý, hãy học cách cho đi. Nếu gặp người oán giận mình, hãy học cách nhận lỗi. Nếu gặp người mình oán giận, hãy học cách tha thứ. Nếu gặp người ghen tị với mình, hãy học cách khiêm tốn. Nếu gặp người mình ghen tị, hãy học cách buông bỏ.
Nếu gặp người không hiểu mình, hãy học cách câu thông. Nếu gặp người mình không hiểu, hãy học cách liễu giải. Thứ sáu, bảo trì tâm thái tích cực. Một cá nhân sống tốt hay không thì tâm thái là rất quan trọng. Một người nhất định phải có tâm thái tích cực thì mới có thể sống tốt những năm về sau. Người ta khi về già, ngoại trừ kinh tế độc lập ra, tư tưởng càng phải độc lập. Khó hơn nữa là mọi thời khắc đều phải nhắc nhở mình, không được quá ỷ lại vào người khác. Có người trông nom là may mắn, nhưng mỗi người có thể tự chăm sóc chính mình thì vẫn tốt hơn. Người ta khi về già, hãy bằng lòng với những gì mình có trong đời. Sự việc nên nghĩ thoáng, xem việc sinh tử cũng không quá nặng nề. Người già nên có được tâm thái lạc quan, không than thở về tuổi già, không buồn sầu, không cần biết tuổi già đã đến. Làm một người già tươi mới như vầng dương tỏa sáng, đạm bạc và rộng rãi thì hạnh phúc, vui vẻ sẽ được dài lâu, cuộc sống lúc nào cũng an vui.